Thưa quý vị, thời gian qua dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an nhưng vẫn có người dân do thiếu hiểu biết thì đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức là tuyển cộng tác thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử. Mới đây, công an quận Long Biên Hà Nội đang điều tra và xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng với thủ đoạn trên. Theo đơn trình báo vào ngày 18 tháng 4, chị có tên viết tắt là T, sinh năm 1995, trú tại Long Biên Hà Nội lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm tại nhà. Khi thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online trên Facebook, chị đã tham gia. Khi làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng một có giá trị là 160.000 đồng, thì chị này nhận được số tiền là 250.000 đồng. Đơn hàng 2 có giá trị là 600.000 đồng thì nhận được 800.000 đồng. Đến nhiệm vụ lần 3, chị T đã chuyển 312 triệu đồng thì các đối tượng thông báo số tiền muốn rút vượt quá 500 triệu đồng nên cần phải làm thêm giao dịch trị giá là 450 triệu đồng mới được rút toàn bộ số tiền. Sau đó chị T nói chuyện với gia đình và được người nhà khuyên can nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc này. Cũng liên quan tới câu chuyện này, theo công an Hà Nội, mồi nhử các đối tượng đưa ra rất hấp dẫn, như với mỗi một đơn hàng thì sẽ được hưởng chênh lệch từ 10 cho tới 20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ thì nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến với đơn hàng có giá trị cao thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Nhiều người nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng này.